chào mừng các bạn đã đến với Esports Việt. Mình là Tomia và bây giờ chúng ta sẽ đến với hero tiếp theo trong series Mỗi Phút Một Tướng. Nếu các bạn từng trầm trồ sức mạnh của Phantom Assassin với những skill vô cùng cục tính như là Crit hay Crit hoặc Crit, thì trong kỳ này EV sẽ mang đến cho các bạn một nàng thích khách khác, bí hiểm và thoát ẩn thoát hiện hơn nhiều so với cô nàng cục cằn kia. Đó chính là Templar Assassin, một trong những hero carry Dimitri được ưa chuộng từ khi mới ra đời cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên tại sao lại thế nhỉ? Hãy cùng tìm hiểu bộ skill của TA nhé. Skill 1, Reflection, linh quang phản chiếu. TA tạo quanh mình một tấm lá chắn có khả năng block một số lượng lần sát thương nhất định. Bất kể là đánh tay hay dùng phép và đam có to đến mấy đánh vào cũng không có chút xi nhê nào cả. Ngoài ra còn cộng thêm lượng đam tay khổng lồ cho TA nữa chứ. Skill 2, Melt, hư không ẩn thuật. Đúng như tên gọi hán nông của skill này, TA cho mình khả năng ẩn mình trong tích tắc. Mặc dù không di chuyển được, nhưng khi đánh đầu tiên của cổ sẽ được bonus sát thương rất lớn cũng như hiệu ứng trừ giáp lên đối tượng. Cứ thử nghĩ đang tung tăng đi ngang qua xong bị chọc cho một phát thì gọi là thốn đến tận rốn. Skill 3, Sideblade, xuyên tâm phát đao. Skill làm nên tên tuổi của TA, đồng thời là một trong những skill cho TA khả năng farm cực nhanh, giết quái cũng như giết người một cách hàng loạt. Cụ thể, skill này giúp TA đánh xa hơn, đồng thời cho khả năng bắn xuyên táo, trúng cả các unit đứng sau và thằng đứng đầu mất bao nhiêu máu thì lũ đằng sau cũng y chang như vậy. Ultimate, Silent Trap, ẩn mật cạm bẫy. Đây là thích khách thì phải có tí bẫy này, bẫy nọ, chứ ai cục tính con bé Phantom. TA đặt ra một cái bẫy có thể kích hoạt bất cứ lúc nào khiến tất cả các unit xung quanh đều bị slow. Trap tồn tại càng lâu thì lượng slow càng lớn, bắt đầu từ 30% và tối đa là 60%. Cũng như hầu hết các hero trong series này, cách chơi TA rất đơn giản. Lao ra mid, stack ancient, farm full đồ, rình rình chọc chọc, làm đôi ba cái rampage rồi chụp ảnh check-in khoe trên Facebook. Easy. Mà khi đánh TA thì thích nhất là thỉnh thoảng đang yên đang lành chẳng hiểu sao tự dưng có đứa lăn đùng ra chết cơ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong kỳ sau. Nó lại là biến thành thằng con bất hiếu, bố chết vẫn nhận nhớ đi gặp chuyện một mình. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bộ skill của gấu con. Ở level 1 của con có skill nào? Ở level 2 có skill bay về với bố. Ở level 3 của con có passive khi attack sẽ có khả năng chói và gây sát thương lên đối phương. Ở level 4... Các bạn đang theo dõi kênh FPTV. Đừng quên like và subscribe nhé.